Ôi đây 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 đây. Đâu? Đây 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 đây. Rồi. Hàng đây, hàng đây, hàng đây, hàng đây. Ui. Là trong này nó toàn đây. Nhiều nhiều cái kiểu là như kiểu tổ chuột. Bảo chỗ nào nhỉ? Cho nó quanh quanh vào ngã ba, không biết ngã ba nào ấy. Đây nhiều ngã ba, ngã ba cho mình chắc ngã ba dưới to này không biết rồi. Có cái bác đi đổ rác không? Bảo là đổ rác ở khu này này là thấy cái con rắn nó bành ra ấy, bành tức ra. Là con hổ mang, bảo là nó to bằng hai đầu ngón tay thôi, tức là tí rồi, thế thôi. Bành ra chắc hổ mang rồi. Vứt đồ nhà mới dọn này vứt ra đây này. Vừa đúng rồi, gần Tết người ta dọn dẹp nhà cửa. Bảo tôi gặp ở trong khu này. Với ai mà? Đây, xuống đây. Ui, có bằng cái vali đẹp thế nhỉ? Ừ. Ủa, à, đâu mang về rửa đi, chắc là cũng dùng được gì vậy? Dùng không? Dùng gì này nữa, nó vẫy thạt rồi. Ừ. Vẫy bên này rồi. Nó một cái cổ vành này, cái kia hình như cái vẫy này. Ủa, túi này. Cái to thì cho. Cái bà vào đổ đằng này á? Ừ. Vừa nó đổ bên góc mấy cây này này. Nó cẩn thận, nó nằm trong này. Ôi, lần ấy đi. Lần... giấy trắng. Giấy trắng rồi. Giấy trắng nhưng mà không có mực đen. Chắc nó chui vào trong bao. Gạch mới đá thì nhiều lắm. Ủa, toàn cứng. Người ta dọn nhà, người vứt đây mà không có rác để này như kiểu mà vứt thay. Mà này không để cho xe rác ấy đi nhỉ? Ừ. Vứt ra đây nhỉ? Ui, kiếm cho Việt thôi. Vẫy bằng nào? Kiếm mà hàng đi. Mà hai ngón tay thì bé. Ừ. Đổ hết ra nữa. Đổ ra con vật đấy. Ui, toàn ấy người ta nhà ngón tay. Nhôm kính các nhiều hàng đấy là nó treo. Không, tản ra tìm đi, tản ra xung quanh. Tôi ấy đi, anh tìm cái này. Ừ, anh chưa lần hết cái này. Toàn những cái rác người ta mới xây nhà. Không, thì cũng khoái lắm, nó là ấy mà. Cần chất treo lên cái đấy là hỏng. Đúng rồi. Nó chui cái cốc cây này nó nhỉ. Ừ. Trước ai trồng những cái cây công trình sao nhỉ? Biết à? Cây công trình. Chưa có gì nó động cái này. Đâu? Chưa đây. Đâu? Đây à? Trong này là ai? Túi ngon. Ủa đây à? Động khu này rồi. Băng hẳn ra. Trong kia tối cũng ôm kìa. Trong này tối lắm. Thấy không? Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm ẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé.
Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi như này mọi người nhé. Mỗi một miếng như này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm cũng rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Sạch cần cái này ra. Giống này nó hay ấy lắm, hay cút chuột vào nằm ổ ấy. Cái này nó bắn gì thì nó bắn là cái vào bên dưới nhỉ? Thì nó ấy, nó lót dưới. Dưới đi. Ui, toàn ấy tổ chuột đấy nhỉ. Ôi, đây. Không. Đây. Không chết rồi. Hàng đây. Ui, hóa là trong này nó toàn đây. Nhiều cái kiểu là như kiểu tổ chuột. Vay cho đấy. À đây. Vào đó. Ui. Đây. Kéo hẳn ra ngoài. Đấy, đập mạnh nha. Rồi. Căng chỗ chân đấy. Rồi đấy. Ủa đâu hả? Kìa. Rồi. Một em. Ý giời. Cấp này. Đấy. Con này chắc là cẩn thận nó ấy quay lại đấy nhá. Con này chắc là bà kia thấy là kiểu là nó đang đi săn ấy. Đấy, nhìn nó chuyển này. Đẹp luôn. Con này cũng chả to à. Ừ. Con này có phải hơn cân. Cũng được. Buổi sáng nay là hai ngón tay, nói chung là bằng hai ngón tay đúng rồi. Đấy. Ok. Em kiểm tra lớp ở dưới này. Cô bà thấy ở bên kia mà nhỉ? Ở cái đống bên kia mà. Này nó đi đi lại nó đi kiếm mồi hi. Được kiểm tra là cái đống kia lại này, cổ vẫn chưa cẩn thận, cổ đổ hết bao ấy ra. Đi có hàng hai con sao? Ui, toàn quần áo. Chắc quần áo này người ta dân, người ta vừa cái bà ở nhà bà kia ấy, nhà bà nào. Người ta dọn ra. Thôi, đông đấy thôi em. Đông đấy toàn kính hay sao? Ui, chắc là có gì em. Chắc là xung quanh này. Hết rồi, hết chỗ rồi. Này mà có thì thấy nữa.
Có gì vậy? Này mang ra những người chửa xe này thì hay lấy những cái này lau. Thôi đi, anh em mình ấy mọi người nhá. À, thì anh em mình đang đi săn thì Việt cũng gọi anh em mình quay lại đây thì tìm con rắn thì bà rổ rác đây phát hiện ra. Giờ cũng đã tìm được ra. Thì mọi người xem video nhớ like và đăng ký ủng hộ em Việt cũng như toàn thể anh em trong team mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Nhựa vừa dính vào tay.